Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chúc quý khán giả một ngày mới nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc. Chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý như: số lượng thanh toán QR code đầu năm tăng gần 900%, gia tăng số trạm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Đồng Nai, sôi nổi phiên chợ hạt ẩm thực không đồng tại xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh. Còn bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Mở đầu chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay là các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết ước thanh toán vốn đầu tư công của cả nước đến hết tháng 2 là gần 60.000 tỷ đồng, đạt 89,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn 32 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%, có 6 địa phương giải ngân thấp dưới 5%. Bộ Tài chính cho biết vẫn còn nhiều vướng mắc khiến việc giải ngân chưa đạt như kỳ vọng, như khó khăn liên quan đến phân bổ vốn. Hiện còn khoảng hơn 25.000 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương chưa phân bổ chủ yếu dự kiến bố trí cho các dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Lượng vốn này tương đối lớn đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2 tháng đầu năm nay, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt 4,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,6% so cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, 2 tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp Đồng Nai đã thu hút 439 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài, đạt 62,74% kế hoạch năm nay là 700 triệu đô la Mỹ. Một điểm đáng chú ý là chúng ta có tỷ lệ dự án mới rất cao, tăng hơn 55% so cùng kỳ. Đây là cơ sở để kỳ vọng lượng vốn mới này sẽ tác động đến tăng trưởng của chúng ta trong những năm tới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, những con số thu hút vốn ngoại của Việt Nam là rất tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư ngoại với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để tiếp tục thu hút dòng vốn FDI trong thời gian tới, cần thực hiện 3 giải pháp đột phá gồm phát triển nguồn nhân lực, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và đặc biệt là hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo Ngân hàng Nhà nước, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng, trong đó thanh toán qua phương thức quét mã QR code có xu hướng tăng mạnh. Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá. Trong tháng 1 2024 so cùng kỳ năm ngoái, số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 60%. Đặc biệt thanh toán qua phương thức QR code tăng gần 900% về số lượng và hơn 1.000% về giá trị. Phương thức thanh toán rút tiền qua cây ATM thì giảm 15%, cho thấy xu hướng dịch chuyển từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tại đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng và chiến lược phát triển các hệ thống thanh toán Việt Nam đến năm 2030. Theo số liệu của bấtđộngsản.com.vn, đất nền và đất dự án tại hai thị trường là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Nhưng đơn vị dự báo cho rằng ít nhất phải từ quý 2 năm 2024, phân khúc này mới phục hồi sức cầu. Phân khúc này sẽ không có tình trạng nóng sốt ồ ạt như trước đây. Giao dịch chủ yếu cũng chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chưa lan rộng. Phải đến năm 2025 trở đi, thị trường đất nền mới bước vào chu kỳ tăng giá. Những tháng đầu năm, nhiều giao dịch đất nền đầy đủ pháp lý, giá dưới 2 tỷ đồng chốt thành công trở lại đã được ghi nhận. Những người mua bán đất nền giai đoạn này đều là những người vừa mới đáo hạn tiền gửi tiết kiệm và có số vốn khoảng 1 đến 2 tỷ đồng. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong khu vực 5.000 hecta thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, hiện chỉ còn một trường hợp chưa bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 0,9 hecta. Nguyên nhân là do phần diện tích nói trên có sự chồng lấn với diện tích đất của Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành ra soát, xử lý dứt điểm đối với trường hợp này trong tháng 3 năm 2024. Đối với diện tích thực hiện dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao 100% phần mặt bằng thực hiện giai đoạn 1 của dự án, gồm 1.810 hectare xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722 hectare khu vực dự trữ đất vô dư. Tính chung diện tích toàn dự án đến nay tỉnh đã hoàn thành thu hồi hơn 4.892 hectare, đạt 98,9% tổng diện tích đất cần thu hồi. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 đoạn qua huyện Long Thành.
Theo đó, hội nghị đã thông qua quyết định về ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển Quỹ đất với các phòng ban trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị khác có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua huyện Long Thành. Thông qua phương án quy định trách nhiệm, quyền hạn về trình tự, thủ tục xét bố trí tái định cư, xét giải quyết nơi ở và phương án bốc thăm tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 6 2024 phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 cho kịp tiến độ. Nên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị tất cả phòng ban trực thuộc, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn và các cơ quan đơn vị khác có liên quan ngay sau hội nghị khẩn trương huy động toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phân công. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể chậm trễ, không làm tốt nhiệm vụ. Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km, trong đó đoạn ngang qua địa bàn huyện Long Thành khoảng 28 km, tổng diện tích thu hồi gần 230 hectare của hơn 2.590 trường hợp. Liên quan đến việc triển khai xây dựng 4 khu tái định cư dành cho dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hiện thành phố Biên Hòa chỉ mới thực hiện tới bước phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Riêng huyện Long Thành thì dù đã khởi công 2 khu tái định cư, nhưng tiến độ đang chậm vì vướng mặt bằng, ghi nhận tại huyện Long Thành. Máy móc tập trung tại công trường, song phần lớn đều trong trạng thái, chờ có mặt bằng mới có thể triển khai làm việc. Dự án xây dựng hạ tầng tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành được khởi công vào cuối tháng 12 năm 2023 với diện tích 34 ha và tổng vốn đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Dự án dự kiến bố trí chỗ ở cho 4.000 đến 4.500 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn huyện Long Thành. Song qua 3 tháng thi công, đến nay việc xây dựng hạ tầng tại đây đang rất chậm vì vướng rừng tràm trong khu vực dự án chưa được thanh lý. Còn dự án xây dựng khu tái định cư Long Đức tại xã Long Đức, huyện Long Thành, đến nay đạt khoảng 60% tiến độ. Huyện Long Thành cũng cho biết, khu tái định cư Long Đức khởi công vào tháng 2 năm 2023, nhưng mất gần 8 tháng mới có mặt bằng để triển khai thi công. Thì hiện tại là máy móc thiết bị cũng như vật tư cũng đang nằm yên một chỗ, vẫn chưa có triển khai được các hạng mục gì trong cái phần của dự án. Thì tính ra tiến độ từ lúc khởi công tới giờ thì cũng đã gần 3 tháng. Thì nếu mà cái tình hình này kéo dài thì cái công trình sẽ sau này sẽ bị chậm cái tiến độ. Cuối tháng 3/2024 sẽ hoàn thành khu tái định cư. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do diện tích phần lớn đa phần là đất của công ty cao su. Thì đến khoảng tháng 9/2023 thì mới tiến hành bàn giao mặt bằng toàn diện cho đơn vị thi công. Thì khi tiếp nhận được mặt bằng của tổng công ty cao su bàn giao thì ban quản lý dự án đã bàn giao cho đơn vị thi công thì cũng trễ khoảng gần 8 tháng. Đối với dự án tái định cư Long Đức, mặt bằng đã đủ 100%. Hiện phía thi công đang đẩy nhanh tiến độ để tháng 4 tới cơ bản ổn định hạ tầng kỹ thuật nhằm tổ chức bốc thăm cho người dân. Với khu tái định cư Long Phước, hiện nay đang thực hiện công tác chuyển đổi đất. Lý do là đất này thuộc đất rừng sản xuất nên phải thực hiện là chuyển mục đích từ đất rừng qua đất tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quyết định này. Dự kiến sang tuần sau, huyện Long Thành sẽ thực hiện xong công tác thu hồi và sẽ thanh lý cây tràm tại khu vực thi công tái định cư Long Phước. Huyện Long Thành cũng cho biết dự kiến giữa tháng 3 này sẽ có đất sạch để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai các dự án tái định cư Long Phước. Hiện nay thì đang thực hiện công tác bồi thường cây, lý do là đất này thuộc đất rừng sản xuất. Về cái pháp lý thì phải thực hiện là chuyển mục đích từ đất rừng qua đất tái định cư. Đó thì Ủy ban tỉnh cũng vừa phê duyệt cái quyết định chuyển mục đích. Đó thì sang tuần là Long Thành sẽ thực hiện xong cái công tác thu hồi và sẽ thanh lý cây tràm. Tại cuộc họp gần đây nhất liên quan đến dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi một lần nữa yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung hơn để đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30 tháng 6. Đối với việc xây dựng các khu tái định cư, cần tiến hành nhanh chóng, đáp ứng kỳ vọng và nguyện vọng của người dân. Về nông nghiệp, thưa quý vị, dù duy trì vị thế là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới cũng như sở hữu những lợi thế nhất định, nhưng ngành hàng gia vị nói chung và hồ tiêu Việt Nam nói riêng cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, cần có định hướng cho ngành hàng này từ khâu nguồn cung cho đến xuất khẩu.
Đây là một trong những nội dung chính tại Hội nghị quốc tế ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam VIBO 2024 do Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam vừa chủ trì tổ chức tại Hà Nội. Các doanh nghiệp tham dự hội nghị với mong muốn tăng xuất khẩu mặt hàng gia vị của Việt Nam, tăng kết nối thị trường doanh nghiệp xuất khẩu nội địa với người mua nước ngoài, đặc biệt là tại các thị trường tiềm năng như châu Âu, Hoa Kỳ, khu vực Trung Đông, các nước châu Á là Trung Quốc, Ấn Độ. Và trong năm 2024 này thì chúng tôi cũng mong muốn là có thể phát triển thêm và cho ra những cái sản phẩm có chất lượng cao hơn, và chúng tôi đẩy mạnh vào việc xuất khẩu gia vị, các loại gia vị cho các thị trường trên thế giới. Đặc biệt là chúng tôi mong muốn có thể là xuất khẩu vào thị trường châu Âu và Mỹ, Canada. Kỳ vọng của năm 2024 thì sản lượng xuất khẩu quế và tiêu của Việt Nam sang các nước thì sẽ có một triển vọng rất là tốt, bởi sự hỗ trợ bởi những chính sách của nhà nước cũng như là của hiệp hội đã giúp các doanh nghiệp ở trong hiệp hội, trong khối có được sự kết nối và đưa đến những cái cơ hội thương giao tốt của các doanh nghiệp Việt Nam với thế giới. Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị đánh giá Việt Nam hiện là nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới với 40% sản lượng và 60% thị phần. Nhiều sản phẩm phong phú như tiêu đen, tiêu xanh, tiêu trắng, tiêu bột xuất khẩu sang hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và dịp này là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài cái việc kết nối mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, kể cả những doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất khẩu cũng như doanh nghiệp mà bắt đầu đi vào quan tâm đến cái việc làm thương mại quốc tế thay vì chỉ có bán qua các cái gọi là B2B cho doanh nghiệp trong nước, thì cái nữa là chúng tôi muốn giới thiệu đến cho doanh nghiệp và cộng đồng ngành hồ tiêu và gia vị Việt Nam nói chung hiểu được cái yêu cầu của thị trường, cái định hướng hiện nay của thị trường, và từ cái định hướng đấy thì làm sao chúng ta có cái kế hoạch tổ chức sản xuất để mà định hình cái việc xuất khẩu trong tương lai từ năm 2024 và những năm sắp tới một cách nó bền vững hơn. Các đại biểu cũng cho rằng cần tăng cường hợp tác và phát triển, xây dựng được chuỗi cung ứng lành mạnh và bền vững, qua đó hỗ trợ hoạt động của chính phủ trong vai trò kiến tạo và hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành gia vị Việt Nam bền vững, toàn diện trong thời gian tới. Liên quan đến công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ xây mới 55 trạm y tế, cải tạo 46 trạm và mua sắm trang thiết bị, máy móc cho 20 trạm. Đến nay, các cơ quan chức năng đã duyệt thẩm định đối với 22 trạm, đang thẩm định 18 trạm, còn 15 trạm chưa trình thẩm định dự án. Riêng các trạm sửa chữa cũng đang tiến hành thẩm định. Tính đến nay, Đồng Nai có 157 trên 170 trạm y tế đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 92,3%, tăng so với năm ngoái. Việc các trạm y tế có thể triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương mà không cần phải di chuyển lên trung tâm y tế huyện hoặc các bệnh viện tuyến trên dẫn đến tình trạng quá tải. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến nay, Đồng Nai có 157 trên 170 trạm y tế đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 92,3%, tăng so với năm ngoái. Việc các trạm y tế có thể triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương mà không cần phải di chuyển lên trung tâm y tế huyện hoặc các bệnh viện tuyến trên. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với người dân ở các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Liên quan đến công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các trạm y tế, thông tin từ Sở Kế hoạch Đầu tư, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xây mới 55 trạm, cải tạo 46 trạm và mua sắm trang thiết bị máy móc cho 20 trạm. Đến nay, các cơ quan chức năng đã duyệt thẩm định đối với 22 trạm, đang thẩm định 18 trạm, còn 15 trạm chưa trình thẩm định dự án. Đối với các trạm sửa chữa, đến nay đã duyệt 29 trạm, đang thẩm định 17 trạm. Đối với 20 trạm y tế bổ sung thiết bị, chủ đầu tư chưa trình chủ trương dự án đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai, dù đã bước vào giữa học kỳ 2 của năm học 2023-2024, hiện nhiều trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu giáo viên ở tất cả các cấp học. Trong đó thiếu nhiều nhất vẫn là các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tại huyện Nhân Trạch. Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Hiệp Phước có hơn 2.300 học sinh với 52 lớp. Nếu tính từ đầu năm học, nhà trường thiếu đến 13 giáo viên, chủ yếu ở các môn học như âm nhạc, mỹ thuật, lịch sử, địa lý. Trong học kỳ 1 vừa qua, sau khi nỗ lực tuyển dụng thời gian dài, nhà trường đã tuyển được 5 giáo viên và hiện vẫn còn thiếu 8 giáo viên so với quy định về biên chế. Để đảm bảo việc dạy và học, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp như thỉnh giảng giáo viên, hợp đồng giáo viên đã nghỉ hưu,
Ngoài ra còn bố trí một số giáo viên dạy tăng tiết. Tuy nhiên, số giáo viên này cũng rất hạn chế vì số tiền trường phải trả thừa giờ cao gấp đôi thỉnh giảng, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí của trường. Cái việc thỉnh giảng thì nó có cái khó khăn là tức là nó thỉnh giảng nó cũng nhiều nguồn lắm. Ví dụ như giáo sinh đang dạy ở những cái đơn vị khác mà chưa được tuyển dụng thì người ta đến với mình, mà khi đến với mình thì người ta có những khó khăn là cái giờ giấc của cái trường này nếu trường kia nó chồng chéo, nó có cái là khó sắp xếp. Rồi ví dụ như cái nguồn thỉnh giảng đó là giáo viên đã nghỉ hưu, thì khi mà giáo viên nghỉ hưu rồi thì có những người mà người ta còn sức thì người ta trở lại, người ta tiếp tục hỗ trợ trường. Nhưng mà có những trường hợp thì lớn tuổi mà người ta cảm thấy là không đủ sức khỏe nữa thì cũng rất là khó để mà thỉnh giảng. Tương tự tại trường tiểu học Phước Lai, với tổng số học sinh hơn 2.560 học sinh tại 4 điểm trường, 3 năm nay trường tiểu học Phước Lai luôn trong tình trạng thiếu giáo viên vì không có nguồn tuyển dụng, nhất là đối với các môn học thể dục, tin học, âm nhạc, v.v. Tuyển giáo viên thì có giáo viên bộ môn mà nhà trường tuyển không được. Lý do là tuyển hoài mà tuyển không được, là nhất là môn thể dục, này, môn tin học, rồi môn âm nhạc, mỹ thuật. Đó là những môn mà nhà trường khó tuyển. Do đó nhà trường cũng có hợp đồng giáo viên dạy. Đó, hợp đồng giáo viên ở trường bạn có, rồi những giáo viên mà tiểu học nó được đào tạo bàn ra là dạy đủ tất cả các môn thì nhà trường cũng hợp đồng với giáo viên đó vô dạy để trong thời gian chờ tuyển dụng. Theo thống kê toàn huyện Nhân Trạch, còn thiếu gần 200 giáo viên ở các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở, trong đó thiếu nhiều nhất là ở cấp trung học cơ sở. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2023-2024, thế nhưng tình trạng thiếu giáo viên còn diễn ra khá phổ biến tại các địa phương. Trong khi đó, công tác đào tạo giáo viên ở các môn học mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 như lịch sử địa lý, khoa học tự nhiên lại chưa được triển khai, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tại địa phương. Hiện tại là đang thiếu giáo viên nhưng mà cái nguồn vào thì lại là không có, mà bởi vì là chưa có nhiều cái ưu đãi cho giáo viên trong cái ngành này, hoặc là đặc biệt là về bộ môn lịch sử địa lý thì tôi cũng mong là sẽ có cái sự quan tâm nhiều hơn để mà khuyến khích lại các em trong các thế hệ mai sau. Các em sẽ thấy là các em cũng muốn học, cũng muốn đi làm một cái giáo viên dạy môn lịch sử địa lý, và trước mắt là sẽ mở các cái lớp đào tạo để mà giáo viên nâng cao được cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giảng dạy. Trước tình trạng thiếu giáo viên, trong thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai đã kiến nghị Bộ Nội vụ không tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục để đảm bảo giáo viên dạy học, nhất là từ năm học 2024-2025 sẽ phủ đầy chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở tất cả các khối lớp. Cùng với đó, Sở cũng đang hoàn thiện đề án hỗ trợ giáo viên trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong tháng này. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút giáo viên cũng như số thí sinh đăng ký học ngành sư phạm sẽ tăng, qua đó đảm bảo chất lượng dạy và học trên địa bàn. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự khác vừa diễn ra trong tỉnh Đồng Nai. Huyện ủy Long Thành vừa phối hợp cùng trường chính trị tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham dự hội nghị có hơn 80 đồng chí là cán bộ các phòng ban, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn. Tại hội nghị, các đồng chí là cán bộ các phòng ban, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã được nghe Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hoàng Ngân, Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 thuyết trình một số vấn đề gồm nội dung chủ yếu của nghị quyết số 44 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, một số nhận thức cơ bản về bảo vệ Tổ quốc và dự báo tình hình, nguy cơ, thách thức, mục tiêu, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua hội nghị giúp cho các cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch chiến lược, nắm vững được những thuận lợi, cơ hội cơ bản và những khó khăn thách thức của công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp vận dụng phù hợp, sáng tạo hiệu quả cao vào từng cơ quan đơn vị địa phương, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình ổn định đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm từ xa. Thành ủy Long Khánh đã tổ chức hội nghị giao ban các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tháng 2 năm 2024 tại hội trường Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác dân vận, xây dựng Đảng tháng 2 năm 2024, nêu lên những khó khăn vướng mắc, xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Nhìn chung trong tháng 2 năm 2024, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, thương mại dịch vụ tăng 29,5% sau cùng kỳ, hoạt động văn hóa xã hội phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng người dân.
chương trình giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội đảm bảo cho các đối tượng, hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, đến nay trên 21 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm nay. Theo đó, năm ngoái, công tác cải cách hành chính của các xã thị trấn và các cơ quan phòng ban đã được cải thiện đáng kể, thủ tục hành chính trên địa bàn huyện được tăng cường. Trong năm đã tiếp nhận trên 100.000 hồ sơ và đã giải quyết đạt tỷ lệ 98,38% hồ sơ đúng hạn. Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức 3 đợt kiểm tra kỷ cương hành chính với 26 lượt cơ quan đơn vị, các phòng chuyên môn và các xã thị trấn, cử 665 cán bộ công chức viên chức tham gia 18 lớp đào tạo bồi dưỡng. Tính đến nay, 100% cán bộ công chức viên chức đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản để điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết. 100% cán bộ chuyên môn huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn đã sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử. Trên cơ sở việc cải cách hành chính đã đạt được, năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm, phối hợp đồng bộ cơ sở dữ liệu từ trung ương đến địa phương để thực hiện tốt hơn. Thành đoàn Biên Hòa vừa ra quân phát động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024. Tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn thành phố Biên Hòa sẽ tập trung tổ chức các hoạt động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, như xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn, bóc dỡ các biển quảng cáo không đúng quy định, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, bảo vệ môi trường và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tổ chức các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, chăm lo thanh thiếu nhi yếu thế. Đặc biệt triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tâm thế thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên thành phố đã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa các biển quảng cáo rao vặt trái phép tại tuyến đường Cách mạng tháng 8, tuyến đường 30 tháng 4. Ra quân tuyên truyền không dùng tiền mặt trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, thăm hỏi tặng quà cho các cụ thanh niên xung phong khó khăn trên địa bàn thành phố. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hàng Gòn vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Công đoàn cơ sở xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh tổ chức phiên chợ hạt ẩm thực không đồng lần thứ nhất năm 2024. Phiên chợ hạt ẩm thực không đồng xã Hàng Gòn có 20 gian hàng, mỗi gian hàng chuẩn bị 100-150 phần thực phẩm gồm thức ăn nhanh như chả các loại, nem, xúc xích, cơm cuộn, gỏi cuốn, chè, nước uống, xôi, các loại bánh mặn, ngọt, rau câu do mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ. Người dân đến tham gia phiên chợ sẽ tự chuẩn bị những hạt điều để đổi thành phiếu mua hàng. Một hạt tương đương một phiếu để đổi lấy một món hàng mình thích trong phiên chợ. Hôm nay em đến với hội chợ không đồng thì con rất là vui. Tại vì ở đây có rất nhiều món ăn ngon. Với lại là cô chú sẽ phát cho con những cái phiếu để con ăn những món ngon sẽ đánh vô. Con cảm thấy rất là vui khi đến với lễ hội hội chợ không đồng ngày 8 tháng 3 này. Nói vậy là hưởng ứng rất là đông. Và tuy nhiên là cũng có hạn chế là những cái gian hàng nó còn được ít người biết tới, rồi cũng chưa có được đa dạng á, là mong là những cái lần sau sẽ được tổ chức được quảng bá rộng hơn và người dân và những cái doanh nghiệp hay là những người muốn làm ra những cái gian hàng á sẽ được nhiều hơn và được mọi người hưởng ứng nhiều hơn. Người nông dân cũng như mọi người đến đây là dùng hạt điều đổi lấy phiếu, lấy đồ ăn, là cái hạt điều là cái của thành quả của người nông dân, người lao động. Thì đó là cái mà chúng tôi muốn, là cái thông điệp hôm nay là chúng tôi muốn là dùng cái những cái hạt mà nó còn để làm sao đó bán được và để lấy tiền để gây quỹ để ủng hộ cho trẻ em mồ côi tại địa bàn mà do hội phụ nữ đỡ đầu. Phiên chợ hạt ẩm thực không đồng nhằm giữ gìn những nét đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, hồi tưởng về trò chơi tuổi thơ khi mà trên tay cầm những hạt thay cho tiền để mua những món ăn mình yêu thích. Ngoài các gian hàng ẩm thực, phiên chợ còn có thêm một gian hàng đồ dùng gồm quần áo, giày dép, đồ chơi trẻ em và một gian hàng cắt tóc miễn phí dành cho người dân có nhu cầu. Cả hai gian hàng này đều miễn phí, không cần phải đổi bằng hạt. Liên quan đến an toàn giao thông, thưa quý vị, hàng năm thì có khoảng 3 triệu trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông và số lượng các vụ tai nạn giao thông vẫn đang ở mức cao, mà nguyên nhân chủ yếu được cho là do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định luật giao thông đường bộ. Để nâng cao ý thức chấp hành của người lái xe, Bộ Công an đã đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe nếu lái xe vi phạm. Xung quanh vấn đề này còn có nhiều ý kiến khác nhau.
Theo phương án đề xuất, mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm một năm. Mức trừ điểm cụ thể mỗi lần vi phạm sẽ được quy định cụ thể. Trường hợp giấy phép lái xe còn điểm sau 1 năm từ lần trừ điểm gần nhất, lái xe sẽ được phục hồi số điểm ban đầu. Trường hợp bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe coi như không còn hiệu lực. Ở góc độ một người mưu sinh bằng nghề vận tải hành khách, người lái xe này đã có những băn khoăn. Tự hỏi rằng là những cái phương tiện giao thông hoặc là đường xá cầu cống của mình nó có đã đủ áp dụng để cho giao thông của mình chưa? Nó đủ văn minh chưa? Đấy, nó bất cập nhau ở chỗ đấy. Thống kê cho thấy cả nước hiện nay có khoảng 57,1 triệu giấy phép lái xe, trong đó 47,6 triệu giấy phép lái xe máy, 9,5 triệu giấy phép lái ô tô. Việc đề xuất thí điểm trừ điểm giấy phép lái xe được một số chuyên gia đánh giá là có nhiều điểm tích cực. Trên thực tế, một số quốc gia trên thế giới cũng đã áp dụng thành công cơ chế điểm phạt khi vi phạm giao thông. Bị trừ dần cái điểm mà đến một cái giới hạn nào đó thì người ta nhận thấy rằng là nếu như mà cứ tiếp tục trừ như thế này thì họ sẽ phải học lại, thi lại thì mới được cấp cái bằng mới. Thế nên do đó là cái ý thức họ sẽ nâng cao và họ sẽ cẩn trọng hơn, họ sẽ hoàn thiện hơn và biết sửa chữa những cái lỗi trước mà họ đã gặp phải. Theo tôi thì là trước đây, cách đây cũng 5-10 năm là chúng ta đã dùng cái cách đó rồi. Thì nếu chúng ta khôi phục lại cái đó thì theo tôi cũng là một cái ý tốt. Tức là tăng thêm cái tính gọi là răn đe đối với những người lái xe. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng để được khả thi và đi vào cuộc sống thì việc công khai, minh bạch điểm trừ đối với mỗi lỗi vi phạm của lái xe sẽ là yếu tố tiên quyết để nhận được sự đồng thuận từ xã hội. Cái đó phải được tích hợp vào trong công nghệ và từ đó công nghệ sẽ tự động giảm trừ các cái điểm thang điểm ở trong cái giấy phép lái xe. Về công nghệ thông tin vừa phải có những cán bộ rồi là mình vừa là quản lý nó ở các cái cấp, các ngành. Hiện cơ quan thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đang nghiên cứu, lấy ý kiến đông đảo các tầng lớp xã hội, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, sau đó tổng hợp lại trong quá trình thẩm tra. Tuy nhiên có thể thấy, để đưa ra thực hiện chính thức, cơ quan chức năng cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt là tiêu chí vi phạm bao nhiêu thì bị trừ điểm. Tin thời tiết đáng chú ý. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, cao điểm mùa khô diễn ra từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 5 2024. Nắng nóng sẽ còn xuất hiện đến cuối tháng 5, đầu tháng 6 2024 với những đợt nắng nóng diện rộng hơn, kéo dài và mức độ nắng nóng gay gắt hơn năm 2023. Khả năng xảy ra khô hạn kéo dài trong các mùa khô của năm nay tại Nam Bộ. Theo dự báo tại Đồng Nai, năm nay mùa khô kéo dài, mưa trái mùa ít hơn so với trung bình nhiều năm. Mức độ nắng nóng có thể xấp xỉ vào năm ngoái với nhiệt độ cao nhất có thể đạt 38 đến 39 độ C. Khi ở ngoài trời với hơi nóng, mặt đường bốc lên, nhiệt độ có thể lên đến hơn 39 độ C. Đại diện Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai khuyến cáo, trong những ngày trời nắng nên hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm trưa nắng. Nếu có làm, phải trang bị những biện pháp chống nóng phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Tại Đồng Nai, hôm nay 11 địa phương của Đồng Nai trời có mây, ngày không mưa, độ ẩm dao động từ 78 đến 88%, cao hơn 1% so với ngày hôm qua. Có gió Đông Nam, Đông Nam Đông cấp 2 và cấp 3. Duy nhất huyện Tân Phú có gió Đông Nam cấp 1. Nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 37 độ C, thấp hơn 2 độ so với mức nhiệt ngày hôm qua. Ba địa phương là Tân Phú, Định Quán và Vĩnh Cửu có nhiệt độ cao nhất là 36 độ C. 8 địa phương còn lại có nhiệt độ cao nhất là 37 độ C. Về tình hình thủy văn, lưu vực sông Đồng Nai, mực nước thượng lưu dao động theo điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn, xu thế xuống dần. Dự báo mực nước tại trạm Tà Lài lúc 7 giờ sáng nay đạt 110,2m, thấp hơn 0,13m so với ngày hôm qua. Tại trạm Biên Hòa ở hạ lưu sông Đồng Nai, dự báo mực nước cao nhất là 1,66m, mực nước thấp nhất là -1,77m. Mực nước hồ Trị An theo điều tiết của hồ chứa thủy điện Trị An có xu thế xuống dần. Tại hạ lưu đỉnh triều cao lên dần, chân triều thấp xuống trong ngày đầu, sau đó lên lại. Dự báo 7 giờ sáng nay, mực nước tại trạm Trị An trên hồ Trị An là 60,66m, cao hơn 0,02m so với mực nước ngày hôm qua. Lưu vực sông La Ngà, mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa Đa My Hàm Thuận có xu thế xuống dần. Mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà dự báo sáng nay đạt 102,82m, thấp hơn 0,09m so với mực nước ngày hôm qua.